Chào các bạn, chào quý bà con chăn nuôi. Hôm nay chúng tôi xin phép được chia sẻ vài phút đến quý bà con về cái sản phẩm rơm hữu cơ. Một cái sản phẩm hết sức đặc biệt, nó mang một cái giá trị kinh tế cũng như kỹ thuật rất lớn đến với quý bà con chăn nuôi. Đối với rơm hữu cơ cho thú, cho sữa như là bò sữa thì nó đóng vai trò hết sức quan trọng, nó giúp cho tăng lên cái khả năng đề kháng cũng như cái khả năng miễn dịch và đóng góp vào cái quá trình phòng và trị các cái bệnh trên bò sữa, và đặc biệt nó giúp tăng cái sản lượng sữa cũng như cái chất lượng sữa, và cũng góp phần vào cái quá trình ngăn ngừa cái bệnh viêm vú cũng như cái tình trạng soma cao ở trong sữa đối với bò sữa. Riêng đối với các cái loại thú nuôi dỗ béo cho thịt, ví dụ đối với gia cầm, ví dụ đối với gà hoặc là vịt thịt, thì nó giúp cho cái lượng thịt nhiều và nó hạn chế đi cái lượng phát triển mỡ trên cái thú cho thịt. Đặc biệt là đối với bò dỗ béo thì nó giúp cho tăng mạc, giảm mỡ và giúp cho cái quá trình giảm trọng khi mà chúng ta nhập bò về nó ít đi. Thông thường thì khi chúng ta nhập bò từ Úc về chẳng hạn thì giai đoạn đầu con bò nó mới về, nó không có thể ăn được giống như cái lúc nó bình thường, và nó làm cho con thú sẽ bị giảm trọng. Thì với vai trò của rơm hữu cơ, nó giúp cho con thú nó tăng sức đề kháng lên và cái khả năng miễn dịch cũng được tăng lên, và giúp cho cái quá trình ăn trở lại sau cái quá trình vận chuyển nó sẽ nhanh hơn, sớm hơn, và cũng như nó thích nghi với cái môi trường tốt hơn. Và trong quá trình nuôi dỗ béo thì vai trò của rơm nó giúp cho cái quá trình phát triển cơ, nghĩa là làm cho cái lượng thịt tăng lên mà nó giảm đi cái lượng mỡ. Thì đối với bò vỗ béo thì chúng ta chỉ cần dùng 3 đến 5 gram trên con trên ngày là đã giải quyết được cái vấn đề này. Dĩ nhiên chúng ta cần có một cái nguồn dinh dưỡng ăn vào đầy đủ theo cái công thức phù hợp trên từng giai đoạn phát triển của thú. Đặc biệt đối với gia cầm thì nó giúp cho cái tăng cái tỷ lệ đẻ cũng như là nó giảm cái lượng cholesterol trong cái trứng, trong cái lòng đỏ trứng. Và đối với heo thì nó giúp cho, cũng như là bò, thì đối với thú cho thịt thì nó sẽ giúp đi tăng nạc, giảm mỡ. Đây là một cái sản phẩm hữu cơ hoàn toàn, nó không phải là những cái chất kích thích tăng trưởng dưới dạng không được phép lưu hành, mà đây là một cái sản phẩm mà nó hoàn toàn là hữu cơ. Nó giúp cho con thú được hấp thu tốt hơn cũng như đem lại những cái kết quả rất là khả quan. Thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều cái sản phẩm rơm. Tuy nhiên đối với chúng tôi thì chúng tôi đề cập đến cái sản phẩm của Mỹ, của hãng General, của hãng rất là nổi tiếng của Mỹ, đó có tên là Myrolet 1000. Thì nếu đối với con bò dỗ béo thì các bạn chỉ cần bổ sung khoảng 3 đến 5 gram trên con trên ngày thì chúng ta có được một cái kết quả vỗ béo nó tương đối tốt, giúp cho cái tỷ lệ thịt nó nhiều hơn và hạn chế đi cái tỷ lệ mỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.